Chào toàn thể tất cả các em đam mê chơi PCB. Nay bên shop lại tiếp tục lên và giới thiệu cho các bác về hai cái mẫu bơm máy đang làm mưa làm gió trên thị trường được anh em tin tưởng và sử dụng rất chi là nhiều. Trong video này em sẽ giới thiệu chi tiết về hai cái mẫu bơm máy từ loại đắt cho đến loại rẻ và em sẽ báo giá công khai để các bác cân đối khả năng tài chính lựa chọn cho mình một cái mẫu bơm máy phù hợp nhất với tầm tiền và mục đích sử dụng của các bác nhé. Đấy. Các bác nào mà có bơm rồi thì các bác có thể theo dõi cho vui. Các bác nào chưa có bơm, các bác cố gắng theo dõi hết video cho em để em giới thiệu cho các bác về những cái mẫu bơm cao áp nhé. Đấy. Đây, số điện thoại của shop đây nhé. Số điện thoại của shop đây các bác nhé. Các bác nào muốn mua hàng thì các bác có thể liên hệ trực tiếp đến ba đầu số này để được nhân viên tư vấn bán hàng cho các bác nhé. Về cách thức mua bán hàng thì các bác bên em sẽ ship code sale đi, đồng kiểm 63 tỉnh thành trên mọi miền Tổ quốc cho các bác nhận hàng, kiểm tra hàng, test hàng trước khi nhận rồi các bác thanh toán tiền nhé. Các bác lưu ý một chút nhé, các bác mua cái bơm máy là sẽ có cọc, các bác nào mua sẽ có cọc xem khoảng 200, gọi là tiền trách nhiệm nhận hàng các bác nhé. Đấy. Nhiều bác thì em bảo là đặt cọc thì các bác sợ lừa nọ lừa kia, nhưng thực ra là không phải là để lừa các bác đâu, vì 200 của các bác thì đối với em nó không to lắm, đấy, nó cũng chỉ bình thường thôi. Quan trọng là mình làm lao động bằng mồ hôi xương máu mình sẽ có tiền, chứ bây giờ không sống được kiểu lừa lọc như thế. Đấy, cũng có thể một số bác kiểu tuổi trẻ chưa hiểu sự đời ấy, cứ nghĩ cọc là người ta lừa, nhưng thực ra cọc các bác cọc là như này nha. Cái bơm máy này nó nặng khoảng tầm 20 cân, em gửi đi nó mất khoảng 200-300 tiền cước. Đấy, em báo các bác cọc để gọi là tiền trách nhiệm nhận hàng. Đấy, các bác nhận hàng thì em vẫn trừ vào tiền cọc cho các bác. Ví dụ cái các bác cọc 200 thì em sẽ cái bơm này em bán thì em sẽ trừ tiền cọc cho các bác đấy, chứ không phải là cọc em bùng lừa lọc các bác không giả là không có đâu các bác nhé. Đấy, cái này cước nó rất chi là nhiều, em bắt các bác cọc là ở cái chỗ đấy các bác thông cảm nhé. Các bác nào xác định mua thì các bác hãy gọi điện nhé. Đấy, vì em bán hàng nhiều bác chú mày này bảo cọc 100 thằng 99 thằng lừa. Đấy, thực ra các bác đấy suy nghĩ rất chi là thiếu tích cực. Đấy, ví dụ các bác cái gì em gửi đi hết mấy chục thì các bác nhận thì em cũng được, mà không nhận em mất mấy chục. Cái này các bác không nhận em mất mẹ 200, nên 10 bác một tháng em mất 2 triệu rồi. Em nhà em cũng không có đất. Đấy, kẻ có đất thì em bán đi cũng không sợ các bác. Đấy, thôi đấy là câu chuyện ngoài lề nhá. Đây em giới thiệu cho các bác về cái mẫu bơm. Trước tiên thì em xin phép các bác một chút giới thiệu về một cái mẫu bơm tay. Đấy, cái mẫu bơm tay này, mẫu bơm tay loại Shinjongsi cao cấp nhất trên thị trường các bác nhé. Đây, nhãn hiệu Shinjongsi đây. Cái mẫu này thì là đồng hồ to, lọc ẩm to nhé. Đấy, các bác nhìn rất chi là xịn sò. Thân bơm thằng bằng inox 408 nhé. Thân bơm này bằng inox 408 đấy. Ruột bơm cũng thế, chống han nhé. Ở trong ruột bơm chống han bằng inox 100%. Cái mẫu này thì được anh em tin tưởng sử dụng khá là nhiều. Vì sao? Vì nó bền bỉ theo thời gian. Thứ hai là các bác bơm nhá. Con này đang đứng đầu trong phân khúc nhé. Đấy. Con này thứ hai thì không có ai lên thứ một các bác nhé. Đấy. Con này thì xem nào. Đây, các bác quan sát này, cái bầu nó xịn sò. Bầu này là đúc bằng nhôm, nhôm nguyên khối đấy các bác nhé. Đấy, cái bầu này bằng nhôm nguyên khối đấy. Cái chân này là chân không gấp đấy, nó có một cái nhược điểm là chân không gấp, em rất chi là ghét cái chân này đấy, nhưng mà đổi lại mình thích cái tính năng của con bơm này thì vẫn có thể chấp nhận được cái chân này các bác nhé. Đấy, cái này nhá, bao cho các bác bơm khoảng độ tầm 300 đến 350 cân trên một nốt nhạc nhé. Cái bơm này các bác dùng vài năm không vấn đề gì đâu nhé. Đấy, bảo hành cho bác dùng 3 năm không hỏng không hư, lỗi đâu đổi đấy cho anh em nhé. Anh em kiểm tra hàng test hàng trước khi nhận, ok chưa? Cái bơm này bơm tay nhé, em báo giá cho các bác là 1.850.000, 1.850.000 đã bao gồm cước phí vận chuyển đến tận nhà cho anh em nhận hàng kiểm tra hàng test hàng trước khi nhận nhé. Cái mẫu này thì là giá 1.850.000, dùng các bác đảm bảo dùng quên sầu luôn, dùng bền bỉ theo thời gian, các bác sẽ không phải hối hận khi bỏ 1.850.000 khi mua cái mẫu bơm tay này đâu nhé. Đấy, đây thì trước khi em lại tiếp tục giới thiệu về cái mẫu bơm máy cho các bác nhé. Đây, em nhấc dịch ra đây cho bác cùng xem số điện thoại của shop đây nhé. Các bác nào cần tư vấn hay mua hàng hay ABCBG thì cứ liên hệ trực tiếp vào đây nhé. Đấy, số điện thoại của shop đầy đủ các bác nhé. Đấy, đây em nhấc cái này dịch đây cho bác cùng xem nhé. Đây là cái mẫu bơm máy nhé. Bơm máy loại này là loại mẫu bơm máy Shinjongsi. Mẫu bơm máy này là mẫu bô cát con hổ các bác nhé. Mẫu bơm máy bô cát con hổ. Cái này thì có làm mát bằng nước đây các bác nhé. Đấy, đây làm mát đầu bò bằng nước, còn làm mát động cơ đằng sau có gió rất chi là xịn sò. Cái này thì bơm máy bô cát con hổ này, anh em bơm khoảng 300 đến 350 cân rất chi là nhanh. Đặc biệt là con này giá rất chi là hợp lý nhé. Con này giá trên 3 triệu một chút cơ nhé, trên 3 triệu máy bô cát con hổ. Đấy,
Con này bơm thì cực kỳ là bền bỉ theo thời gian nhé. Các bác bơm 4 5 năm vẫn bền, vẫn như mới đấy. Có cái ốc xả áp ở đây nhé. Đây, hai cái vòi này là nước làm mát đấy. Có đồng hồ báo nhiệt nhé, đồng hồ báo nhiệt anh em dùng đến khoảng độ tầm nó lên khoảng độ tầm 60 thì các bác dừng lại cho em nhé. Đấy, là các bác nào muốn bơm một phát ăn ngay nhé thì các bác thả cái máy hút nước này vào thau nước này, các bác cho thêm một hai cục đá vào đấy thì nó mát cái đầu bơm này, cái mát cái đầu bò này đấy, thì các bác bơm khoảng độ tầm một lần là đã ăn 300 cân rồi đấy, các bác không phải bơm nhiều. Ví dụ bác nào bơm 2 3 bình thì các bác mới phải bơm nhiều nhé, còn một bình các bác cứ bơm 300 cân thì trên một nốt nhạc không phải suy nghĩ về mẫu bơm này nhé. Bô cát con hổ nhé, anh em mua khá là nhiều, mẫu này đang làm mưa làm gió trên thị trường, bán chạy nhất trong phân khúc cái dòng bơm máy nhé, cứ về đến đâu là hết đến đấy các bạn, về đến đâu hết đến đấy. Vì bây giờ cũng đến thời điểm săn bẫy của năm 2022 đến rất chi là gần. Các bác nào mà bơm hỏng, bơm hư, bơm lỗi thì các bác cố gắng mua trước về để mình chuẩn bị trực chiến các bác nhé. Đấy, bây giờ mùa săn bẫy thì cũng đến gần rồi, chả biết chỗ các bác đến đâu rồi, chỗ em là đang đầu mùa, đón lõng đầu mùa nhé. Đấy, cái mẫu này là giá nhé, giá công khai cho các bác là 3 triệu 300 nghìn, 3 triệu 300 nghìn mẫu bơm máy bô cáp con hổ nhé. Đã có cước vận chuyển đến tận nhà cho anh em mua hàng được quyền kiểm tra hàng, tiếp hàng trước khi nhận nhé. Đấy, đây, các bác mua bơm máy là sẽ có cọc các bác nhé. Đấy, cọc để anh em có trách nhiệm nhận hàng, chứ không phải là cọc để em bùng em lừa các bác 200 nghìn là không có nhá. 200 nghìn em cũng ăn tiêu hết cả đời đâu, mình làm ra nhiều mình tiêu đúng không. Đây, cái loại thứ hai nhá, loại xin dông xi, em nhấc ra đây cho các bác xem cho nó cận, cho nó rõ rõ nét các bác nhé. Đấy, đây con này thì là nhìn cũng hầm hố ra phết đấy các bạn. Đấy, các bác lưu ý nhá, đầu bò nhá, đầu bò thì nó có ba cái trụ nhá. Đây, cái trụ này đồng hồ, cái này là trụ sinh hơi, cái này là có cả bầu lọc khí ở đây nhá, bầu lọc khí. Đấy, con này là sẽ có ba trụ, nhìn rất chi là hầm hố. Con này thì một số bác dùng cũng thực tế là lên đến 5 năm rồi vẫn chưa hỏng các bác nhé. Đấy, 5 năm chỉ có thời gian là thay đổi, chất lượng của máy không thay đổi theo thời gian. Đấy, nếu có thay đổi thì có khả năng là lâu ngày nó bị xước sát sơn, hoặc các bác các bảo quản không được tốt thì nó xuống mã thôi. Đấy, còn chất lượng của bơm thì rất chi là ok. Đây, cái này ốc xả áp ở đây các bác nhé. Đấy, đấy các bác dùng thì một số bác dùng bền ấy, thì các bác có chia sẻ em là trước khi các bác dùng nhé, các bác bật máy lên này, bật máy xong các bác đóng van xả áp vào, đóng van xả áp vào, khi nào các bác bơm đầy các bác vặn van thả xả áp ra, xong các bác tắt ở đây thì bơm nó sẽ dừng theo quán tính nhé, dừng theo quán tính. Lúc nó dừng là nó không tải, ở chế độ không tải thì nó rất chi là bền đấy. Còn ví dụ các bác đang bơm bơm đến 300 cân, các bác tắt phịch cái đấy ở đây đi nhé, các bác không xả đây ra thì bơm nó vẫn đang trong chế độ làm việc, nó đang tải áp rất chi là cao. Thì các bác dùng như thế một lần hay là không sao, nhưng thường xuyên thì nó sẽ bị ảnh hưởng gãy cái tay biên trục cắt tăng ở trong này các bạn. Đấy thì nó sẽ xuống cấp rất chi là nhanh. Các bác nào muốn dùng bền thì các bác lưu ý cái vấn đề đấy cho một chút nhé. Các bác chỉ cần một cái thao tác rất chi là nhỏ thôi nhưng nó đem lại hiệu quả khá là to. Đấy, cái này phụ kiện đi kèm đầy đủ cho anh em nhé, bao gồm một túi bông lọc này, một túi giòn xin, trong này có cả lá đồng thay sửa nhé. Đây, có cả cái ốc két bơm này, cà nê nục năng này, cái này nắp bình dầu các bác về nắp vào đây cho em nhé. Cái mẫu bơm này thì bao cho bác bơm không lên đến 400 cân nhé, 400 cân đấy, chỉ sợ cái bình và van của bác không chịu thôi, còn cái bơm này không sợ một cái trường hợp nào cả các bác nhé. Đấy, các bác bơm lên khoảng độ tầm 300 400 cân rất chỉ là nhanh đối với mẫu bơm CNC này. Đấy, con này thì bất chấp mọi điều kiện thời tiết nhé, bất chấp mọi đối thủ, các bác bơm đến 400 cân cũng được, chỉ sợ cái bình cái van của bác không chịu được thôi, thì thường thường các bác bơm khoảng 250 300 cân là ok rồi. Cái này thì nó cũng có chế độ làm mát bằng nước nhé, đằng sau mát máy bằng động cơ quạt nhé. Đấy, con này báo giá công khai cho anh em hơn 4 củ nhé, giá cụ thể là 4 triệu 300 nghìn, đã có cước vận chuyển đến tận nhà cho anh em nhé. 4 triệu 300 nghìn giá rất chi là rẻ, rẻ bây giờ thì giá bây giờ rẻ hơn thời gian trước rất chi là nhiều các bác nhé. Đấy, thì các bác mua bán bên em tất cả cái hàng bơm này nhá, sẽ có bảo hành chính hãng theo công ty nhá, lỗi đâu đổi đấy cho anh em, ok chưa? Đấy là quyền lợi của em khi mua hàng. Cái nhất, cái thứ hai là đến nơi các bác được quyền kiểm tra hàng, test thử hàng, ok các bác ở, ui anh thích rồi, ừ thế anh nhận nhá, còn nếu anh không thích thì các bác không phải nhận. Đấy, ok chưa? Đấy là các bác mua bán sòng phẳng đấy. Nhưng mà các bác lưu ý một chút nhá, các bác nào mà xác định
mình mua thì các bác đặt hàng nhé, chứ ví dụ bây giờ bác xem video các bác quả thích nhưng đến nơi các bác không thích, làm việc theo cảm xúc thì nó mệt lắm đó. Đấy, nó mất thời gian, mất công sức tiền bạc của người khác đấy. Các bác nào thiện chí có nhu cầu mua thì các bác gọi điện đến ba đầu số của shop nhé, chứ các bác đừng có là anh vui anh mua anh gọi đặt cho nó sang mồm nhưng đến nơi anh lại không thích anh không nhận, thế là các bác đang đày đọa người khác, đày đọa em người gửi hàng và người ship hàng. Em gửi đi sẽ tốn kém chi phí, người ship hàng mất công mất việc mất thời gian cho các bác đấy. Thế thôi, một cái video rất chi là ngắn nhé, em sẽ kết thúc video tại đây. Xin chào các bác và hẹn gặp lại anh em trong một video sau. Báo giá lại cho các bác, mỗi bơm xi dông xi 4 triệu 3, bơm bô cát con hổ là 3 triệu 3, bơm tay xi dông xi nhé, con này là 1 triệu 850 nghìn các bác nhé. Đấy, xin hẹn gặp lại các bác trong video sau nhé. Cảm ơn các bác đã theo dõi video.